Chào các bác nhé. Em giới thiệu cái phích điện của hãng Tiger. Dung tích là 2,2 lít nhé. Đây. Hàng nội địa Nhật Bản, sử dụng điện 100V nhé. Cái này thì nó có cài được 60 độ, 90 độ, 98 độ. Đây này, 60 độ C là chuyên pha sữa nhé. Nhà bác nào có trẻ nhỏ mà pha sữa thường xuyên ấy thì các bác cài cho em là 60 độ. Đấy, thì lần sau các bác không phải pha thêm nước nọ nước kia vào cho nó nguội nữa, cho nó vừa đạt nhiệt, tức là nó chuẩn 60 độ nhé, nhiệt độ để pha sữa. Đấy. Là các bác bơm nước ra là có nước chuẩn để pha sữa luôn. Đây là cái cắm của nó này. Nút này để điều chỉnh nhiệt độ nhé. Đây này. Cái đèn đang báo ở 90 này. 60 này, 98 này. Đấy, các bác thích để chỗ nào thì để. Cái này là nút tắt đi, đèn đỏ này nó báo nhá, là đang đun này. Tắt đèn đi là nó không đun nữa nhá. Này, hoặc là như này sang ủ ấm này. Đèn xanh ủ ấm, đun sôi tự nó sang ủ ấm như này nhá. Đấy. Còn khi mà nó đun là nó sẽ báo đèn đỏ như thế này. Hai nút này để bơm nước này. Nút bé này các bác phải nhấn lên nhá, muốn bơm nước các bác nhấn lên đèn đỏ này. Rồi, không có nước nó báo nhá. Không có nước nó nháy đèn nó báo hết nước này. Đấy. Còn nếu mà lần sau muốn bơm nước các bác nhấn cái nút bé này cho nó lên đèn đỏ này nhá. Sau đó các bác nhấn giữ nút này để bơm. Đấy. Này, giòn riếc đẹp như mới này. Lòng cũng đẹp nhá. Bơm nước xong một lúc là đèn này tự tắt nhá. Nó tránh trường hợp trẻ con ấn vào nó nghịch thôi. Này. Rất đẹp. Ok nha. Cái này giá 750k các bác nha. Rồi ok, chào các bác nha.